giàu mà không sướng. Đây là năm nỗi khổ điển hình các triệu phú phải vượt qua mỗi ngày. Kính thưa quý vị, tiền bạc có thể giúp cải thiện cuộc sống nhưng không thể giải quyết được tất cả mọi vấn đề. Con người vô cùng phức tạp, một cộng đồng với càng nhiều người thì tính phức tạp lại càng tăng lên. Do đó, dù là người giàu cũng phải khổ tâm như thường. Triệu phú Clayton của Mỹ cho rằng người giàu cũng có những vấn đề của riêng họ. Vị giám đốc điều hành của Greenpan, một công ty dịch vụ chăm sóc nhà cửa, đã chỉ ra năm nỗi khổ điển hình của các triệu phú, tỷ phú thường phải đối mặt. Bạn bè xung quanh không biết ai là bạn, ai là bè. Clayton cho rằng khi bạn trở nên thành công và giàu có, sẽ có rất nhiều mong muốn tiếp cận bạn. Tuy nhiên, không phải ai cũng mang theo ý tốt. Có rất nhiều người giả tạo, chỉ tìm tới khi họ cần điều gì đó. Do đó người giàu thường khó có thể tin tưởng bạn bè xung quanh một cách dễ dàng. Một diễn giả, nhà văn và nhà môi giới ở Los Angeles, Mỹ nhận định rằng khi mọi người đổ xô tới bạn, họ có vô vàn động cơ khác nhau. Có thể là tiền bạc, thành công và sự giàu có, hoặc có thể là một điều khác. Không phải người nào cũng mang tâm lý lợi dụng, thế nhưng cũng không phải người nào cũng dùng một trái tim chân thành hay là mong muốn trở thành bạn. Thậm chí, kể cả mối quan hệ với người thân, đồng nghiệp hay những người bạn thân thiết xung quanh cũng trở nên nhạy cảm hơn. Không ít trường hợp chỉ tới với bạn khi được hưởng lợi, nhưng sẽ biến mất khi bạn không đem lại lợi ích gì cho họ. Ngoài ra, triệu phú Clayton còn chỉ ra việc là người giàu cũng có thể khiến bạn dễ vướng vào kiện tụng liên quan tới những kẻ thù hận và ghen ghét. Phải cảnh giác với cả những người mà mình thuê. Một ông chủ không thể làm giàu một mình mà luôn cần một nhóm hỗ trợ phía sau. Đó có thể là cánh tay phải, là trợ lý, nhân viên. Ngay cả trong trường hợp được thừa kế tài sản, họ cũng cần có sự hỗ trợ trong việc quản lý để mà đảm bảo tài chính không bị lãng phí. Những nhân viên làm việc dưới trướng chắc chắn phải trải qua quá trình tuyển chọn nghiêm ngặt, có kiến thức chuyên môn nhất định. Tuy nhiên, không thể đảm bảo kẻ đó không phải là một người ham tài, trục lợi. Nếu thuê phải kẻ gian, thậm chí bạn có thể phải chịu trách nhiệm về hành động của người đó. Vì vậy, người giàu còn phải luôn cảnh giác, kiểm soát được chất lượng công việc của cấp dưới thường xuyên để mà kịp thời phát hiện những bất thường. Áp lực để duy trì lối sống nhà giàu. Trở nên giàu có nghĩa là phải xây dựng và tập quen với một lối sống nhất định. Điều này đặt ra một thách thức mới, chính là áp lực để duy trì lối sống này. Một cuộc khảo sát năm 2015 của UBS Investor Watch cho thấy các triệu phú cũng căng thẳng như những người có thu nhập khiêm tốn. Khoảng 52% những người được khảo sát cảm thấy như bị mắc kẹt trong một cuồng quay bất tận và tin rằng họ chẳng thể nào thoát ra mà không phải hy sinh lối sống của gia đình mình. Những người có số tài sản vài triệu USD trở lên vẫn cảm thấy bất an và băn khoăn về việc tài sản của họ như thế nào so với những người giàu khác. Đồng thời, một phần trong nhóm thực hiện khảo sát đã chia sẻ áp lực khi phải nỗ lực để mà theo kịp những người có tiền. Điều này có thể đồng nghĩa với việc họ phải ăn mặc, chi tiêu và sống theo một mức khác. Đồng thời, họ cũng phải duy trì tốc độ kiếm tiền để mà bảo vệ giới hạn dưới của khối tài sản, tiếp tục đứng trong hàng ngũ câu lạc bộ triệu phú. Ngoài ra, một số triệu phú mặc dù có khối tài sản rất lớn vẫn không bao giờ hài lòng và liên tục phấn đấu để giàu có hơn. Đối với những người này, có 1 triệu USD là chưa đủ, họ muốn 2 triệu USD. Trong khi những người có 2 triệu USD lại muốn có tới 4 triệu USD. Như vậy, họ sẽ mất đi phần nào thời gian dành cho gia đình và bản thân, chứ chưa hề tự do như mọi người vẫn nghĩ. Học cách đối mặt với những định kiến
cái nhìn tiêu cực tới một cách ngẫu nhiên. Khi bạn giàu có hơn đại bộ phận mọi người xung quanh, không thể tránh khỏi những con người không thích bạn, chẳng vì lý do gì cả. Họ chỉ đơn giản là bất an, nảy sinh những cảm giác tiêu cực và đổ lên đầu của bạn như một cách giải quyết nhanh chóng. Kể cả bạn có là một người tử tế, đối xử tôn trọng với mọi người bằng sự tôn trọng, vẫn sẽ có người không hài lòng. Do đó bạn sẽ phải học cách đối mặt với những bình luận cùng những định kiến tiêu cực từ trên trời rơi xuống. Cách tốt nhất chính là phớt lờ và không trả đũa. Chịu áp lực phải cho đi. Người giàu cũng phải trải qua thời gian kiếm từng đồng, chắt chiu dành dụm, liều mình đầu tư mới có thể hưởng thụ cuộc sống dư giả về mặt tài chính như hiện nay. Tuy nhiên thì người ngoài chỉ nhìn vào kết quả cuối cùng mà bỏ qua quá trình. Họ chỉ thấy bạn có nhiều tiền bạc của cải, trong khi nhiều người khác không có nổi miếng cơm manh áo. Do đó, bất giác họ cho rằng bạn chịu gánh nặng cho đi, cần phải san sẻ một phần những gì mình có với những hoàn cảnh khó khăn hơn. Điều này đôi khi đã trở thành một áp lực của người giàu, thay vì đơn thuần là niềm vui thiện nguyện. Ta không rõ ràng minh bạch mới tạo cho đối phương tâm lý không thoải mái. Thế cho nên, dù là người thân nhưng tốt nhất cũng hãy sạch sòi các món nợ tiền bạc với nhau. Nợ ân tình. Bạn bè với nhau tốt nhất là không nên vướng vào món nợ ân tình, đặc biệt nếu là người thân lại càng không nên. Nhiều người có thể sẽ hoài nghi, đã là người thân thì sao tránh được nợ nhau tình cảm. Bởi lẽ thường người một nhà vẫn hay tình nguyện làm gì đó cho nhau, giúp đỡ nhau mà không đòi hỏi, yêu cầu hay đền đáp. Nhưng cũng chính vì lẽ đó mà chúng ta càng nên tỉnh táo để sống một cách trọn vẹn với lương tâm. Người giúp ta một thì ta phải trả một hoặc gấp đôi, thậm chí là hơn nữa. Tuy là thế, nhưng có những ân tình mà có khi cả đời này chúng ta không thể báo đáp. Ngay trước mắt, đó chính là công ơn sinh thành, dưỡng dục của mẹ cha. Vì vậy, hãy không ngừng cố gắng, hãy làm tất cả những gì có thể để báo đáp cho cha mẹ. Ngoài ra, sống trên đời, chúng ta còn phải có lòng biết ơn, lòng lương thiện, để mang ngọn lửa của tình yêu truyền đi khắp nơi. Nếu mỗi người có thể làm như vậy, thế giới này sẽ trở nên đẹp đẽ gấp bội phần. Nợ trách nhiệm. Cuộc sống giống như một vở kịch lớn. Trong vở kịch đó, mỗi người đảm nhận một vai diễn khác nhau. Từng vai diễn lại có những nghĩa vụ và trách nhiệm khác nhau. Ví như là một người con, bạn